Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em Hôm nay thầy sẽ giải địa kiểm tra học kỳ 1 Môn toán lớp 3 Câu số 1 nấu phép tính và biểu thức có giá trị của nó Như vậy trước tiên chúng ta thì nấu thì chúng ta phải cộng con số này ngoài nháp là coi kết quả bằng bao nhiêu Rồi hai cái này chúng ta nháp ở ngoài nha Còn cái này thầy giảng thầy làm ở đây luôn Cái này 50 lại chính là 4 4 như 1 7 74 ở chúng ta làm xuống xong nữa là chúng ta sẽ nấu lại 9 từ 9 7 5 cái này đây là bằng 30 cái này là bằng bao nhiêu đây trừ trước chia sau tại vì cái này trong ngoặc giờ cái này chúng ta sẽ trừ là 7 là trừ cho 3 còn 4 9 được 1 còn 8 84 chia cho 4 là được là 21 rồi, cái này 21 vô đây. Cái này 30 vô đây. 59 lên đây. 74 xuống đây. Bài số 2. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Cạnh của hình vuông là 6 cm và chu vi hình vuông là bao nhiêu đây? Như vậy ta lấy muốn tính chu vi ta lấy cạnh ra nhân 4. 6 nhân 4 là bằng 24. Câu C là 24 à, cm. Câu B. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để là 3 m 2 cm là bao nhiêu đây? Như vậy cái này cm và cm chúng ta giữ nguyên. 3 m này chúng ta sẽ đổi ra cm là bằng 300 300 ta cộng với lại 2 là 302. Câu B. cao số 1 phần tự luận là cái này cộng với nhau thì ngay cái này chúng ta để sẵn ra chúng ta làm luôn ha mất công nó viết lại nha cộng 4 cộng 1 là bằng 5 nha 7 ta cộng cho 4 là 11 viết 1 ta nhớ 1 4 2 6 1 7 2 nhân cho 6 cái này chỗ 0 nhé 2 6 là 12 4 cái này để ta chia luôn. 2 ta chia 3 không được tới 24 ta chia 3. 8 bằng 3 là 24. 8 3 24. 24 là trừ 24 là bằng 0. 6 ta hạ xuống được 2. 2 3 6 trừ nhau bằng 0. Này trừ nhau. 2 ta trừ cho 5. À, 2 ta trừ cho 5 là không được ta lấy 12 ta trừ cho 5 được 7. 7 trả 1 3 1 4 9 trừ 4 cùng 5 6 trừ 4 Qua trang tiếp theo Tô màu 1 phần 8 ô vuông Như vậy chúng ta sẽ xem Cái này chúng ta đếm bao nhiêu ô đây 1, 2, 3 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Yeah. Như vậy tổng cộng là 16 ô. Đó. Yeah. Mà người ta nói là tô 1/8. Nà, 1/ 1/8. Yeah. Phần, phần Như vậy 16 ô này thì chúng ta sẽ chia làm đôi. Như vậy cứ 2 ô là một nhóm. Nè yeah. 2ô là một nhóm được 2 ô là một nhóm như vậy là chúng ta sẽ lấy một nhóm 1/8 à, 2 ô là một nhóm như vậy là một nhóm chúng ta sẽ tô 2 ô 2ô là một nhóm như vậy chúng ta sẽ có 8 nhóm 2 ô là một nhóm thì suy ra là chúng ta sẽ có là có 8 nhóm 8 x 2 là 16 tổng cộng là 16 như vậy chúng ta sẽ lấy lấy 1 phần tám có nghĩa là một phần một phần là hai ô dạ là có phải là một phần là hai ô chúng ta sẽ tô hai hai ô hai ô thì chúng ta tùy nếu mà muốn tô ô nào cũng được thành là lấy hai cái hai cái ô này thì tô luôn lấy bút đỏ thì tôi luôn ha Rồi, đại khái vậy Bài số 3, tìm x Đây là số bị chia à, Muốn tìm số bị chia Ta lấy thương 121 Ta nhân vào lại số chia X bằng 6 6 là 12, 12, 12, 12 như 1, 6, 1, 6, 7, 7, 2. 7, 2 cái này thì muốn tìm cái này là một cái tích thì chúng ta phải trừ cái này trước. Nó Nói ghi lại này Nhân x bằng hai này trừ nhau 7 ta trừ cho 7 là bằng 0. 14 ta trừ cho 7 còn 7. 7 như 1 còn 7. Rồi. Tới đây thì như vậy, muốn tìm cái này x này thì ta lấy tích ta chia cho cái thừa số đã biết x bằng 1 1 0 bài số 4 một tấm vải dài 68 m người ta cắt lấy bốn khúc mỗi khúc là dài 6 m Hỏi tấm vải còn lại bao nhiêu mét? Chúng ta đọc lại cái đề này. Một tấm vải là dài 68 mét người ta cắt làm lắc, 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 cắt lấy 4 khúc, mỗi khúc là 6 mét. Bây giờ bạn, chúng ta sẽ đi tính cái số mét vải đã cắt. Ừ. Số mét vải đã cắt là Ta lấy 4 khúc ta nhân cho 6 là bằng 24. Mấy. Nào. Rồi. số mấy vải số mấy tấm vải còn lại là số mấy số mấy tấm vải còn lại là tấm vải còn lại là tới lấy 68 ta trừ đi 24 m đã cắt. 4 44 m. Đáp số. 44 m. Bài 6, câu 5, Một điểm, bài này dạng khó. Tìm số bị chia trong phép chia cho 8 biết thương là 4 và số dư lớn nhất có thể là như vậy rồi x là số bị chia được không ta chia cho cho 8 bằng thương là 4 được không thư bóng và dư dư lớn nhất là có số dư lớn nhất là là số 7 Tại sao số 7 Tại vì có con số dư này nó luôn luôn nó nhỏ hơn con số chia được. Nhưng mà người ta họ nói là số dư lớn nhất Là con số 7 Tại vì nó dưới con số 8 này một nắc Được như 7. vậy Vậy x tôi chia cho 8 Bằng 4 ta cộng cho à, uh, 8 Thì chỉnh lại tí xíu x à, là bằng gì? 4 ta nhân cho 8 và ta cộng cho 7. x bằng 8432. Ha. À, 32 ta cộng cho 7. Ha. À, x bằng 32 cộng 7 là bằng 39. À. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.